Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện Xoài Bít số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, nhóm dịch Tịch Huyết, chương thứ 306. Lô Trung Hỏa, editor Mẫn Mẫn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Nghĩ như vậy cũng không đúng. Quỷ Vương khẳng định không phải lão tổ, bởi vì lão tổ nếu như muốn tôi mạnh lên thì không cần thiết phải dùng biện pháp như thế. Ở Thiên Sơn, lão tổ đem thiết tâm cho tôi, giúp tôi mạnh đến mức này, cũng không cần lấy thân phận Quỷ Vương đến giúp tôi làm gì. Quỷ Vương khẳng định không phải lão tổ, nhưng Quỷ Vương trong bức tranh vẫn không chịu quay lại. Mục đích nhất định là không muốn để tôi thấy diện mạo thật của hắn. Nếu là như vậy, khẳng định tôi biết hắn. Thử nghĩ, nếu Quỷ Vương không giấu mặt, chúng tôi nếu như không quen không biết, vậy hắn còn cần phải đưa lưng về phía tôi sao? Hắn hoàn toàn có thể lộ diện, bởi vì tôi cũng đâu biết hắn là ai. Nghĩ kỹ lại, tôi mơ hồ cảm thấy Quỷ Vương rất có thể chính là người mang mặt nạ bông tuyết kia. Tuy rằng nữ cảnh sát tạm thời không nói cho tôi biết người mang mặt nạ bông tuyết kia rốt cuộc là ai, nên nữ cảnh sát đã từng nói nàng đã thấy rõ dung mạo thật của hắn. Thứ hai, người mang mặt nạ bông tuyết đối với chuyện của tôi hiểu rõ vô cùng, ngay cả bí mật trong Hoàng Cực Thuật của lão tổ cũng biết. Chuyện bên trong Hoàng Cực Thuật có phương thức tu luyện đế vương khí cũng là người mang mặt nạ bông tuyết nói cho tôi biết. Nếu như hắn là người tôi quen biết, vậy hắn rốt cuộc là ai? Tôi thậm chí để mẹ nuôi của Cát Ngọc, bà Phùng cùng đi vào. Bà Hải đã từng nói bà Phùng không phải người, cũng không phải quỷ, nhưng bà là ai thì bác Hải lại chưa từng nói. Suy đi nghĩ lại lâu như vậy, nhưng thực tế thời gian cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Trên tay tôi bốc lên hỏa diễm, một quyền đánh vào ngực của hỏa nhân. Nhất thời lồng ngực của hắn trở nên rực hồng một vùng, giống như bị một thanh sắt nung đỏ áp vào. Hỏa nhân thất kinh, thôi lùi hai bước, lập tức ôm lấy trái tim. Nhìn hắn cau mày, tôi biết hắn đang rất đau. Bảng Hiếu, đừng đánh nữa, chúng ta thật không có ác ý. Tôi liên tục xua tay. Hỏa nhân cắn răng nói, 120 năm chờ đợi, chỉ vì để mọc ra một đôi cánh bay lượn phía trên bầu trời. Cuối cùng các người nói hủy liên hủy, còn muốn làm hỏa. Có mà nằm mơ. Dứt lời, hỏa nhân kia khẽ xoay bàn tay, bỗng nhiên lòng bàn tay hắn phun ra từng ánh lửa. Những chấm lửa kia vừa xuất hiện liền ngưng tụ lại, biến thành thanh hỏa kiếm. Lần này, hỏa nhân tự như dồn hết toàn lực, tốc độ đánh rất nhanh, vọt đến trước mặt tôi, liền muốn chém tôi một đao. Tôi lúc này thân chúng kịch độc, đồ đằng long xà cũng không dùng được, chỉ có thể sử dụng sức mình gắng gượng tránh né. Né mười mấy chiêu, cuối cùng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, bị hỏa nhân một kiếm đâm trúng lồng ngực. Xì xì mấy tiếng, vô số tia lửa từ lưỡi kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm vào trái tim của tôi. Tôi trợn to hai mắt, cúi đầu, khó có thể tin, nhìn chăm chăm hỏa kiếm. Trái tim chẳng những không ngừng đập, trái lại đập thình thịch. Lửa trên thân kiếm giống như một chất lỏng đỏ thẫm, nhanh chóng theo lưỡi kiếm tràn vào trái tim tôi. Hỏa nhân kinh hãi nói, làm sao có thể? Hắn muốn giúp hỏa kiếm ra, nếu bất kể dùng sức thế nào, hỏa kiếm cắm trên ngực của tôi không chút động đậy. Sau khi thiết tâm cùng ma tâm dung hợp, trên người của tôi mơ hồ đều bốc lên một ngọn lửa màu đen đỏ hòa lẫn. Tôi biết ngọn lửa màu đen hẳn là ma tâm, ngọn lửa màu đỏ chính là thiết tâm. Hiện tại hai ngọn lửa cùng nhau xuất hiện, hơn nữa dung hợp vô cùng hoàn hảo. Hỏa nhân rút không ra hỏa kiếm, lúc này cả người mơ hồ xuất hiện một tầng lửa mỏng. Chỉ có điều tầng lửa kia mới vừa xuất hiện đã bị hút tới lưỡi kiếm, lại từ lưỡi kiếm chảy vào cơ thể của tôi, tụ lại ở trái tim. Hỏa nhân muốn giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng bàn tay của hắn không cách nào buông hỏa kiếm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh lửa trên người tràn qua lưỡi kiếm. Trong chốc lát, ánh lửa trên người hỏa nhân ngày càng mờ nhạt, mặt của hắn càng ngày càng trắng, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Hắn thống khổ rống lên. Tôi không nói hai lời, nhấc chân một cước đá vào lồng ngực của hắn. Một cước này vô cùng mạnh mẽ, đạp hắn bay ra ngoài. Tay của hắn lập tức rời khỏi kiếm, ánh lửa cũng không còn tràn ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể cực kỳ suy yếu. Tôi tiến lên phía trước, hắn nửa nằm trên đất, liên tục dùng chân lết về sau, vô cùng sợ hãi, miệng nói: "Đừng tới đây, đừng tới đây." Hỏa kiếm cắm trên ngực của tôi, sau khi mất đi sức mạnh của hỏa nhân, dần dần tan thành mây khói. Vết thương trên ngực của tôi cũng biến mất không thấy, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể đã cao đến cực hạn. Tôi nói: "Bằng hữu, chúng ta đừng đánh nữa, ngừng tay lại có được không?" Hỏa nhân nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt mang đầy tâm tình phức tạp, phẫn nộ, hối hận, e ngại, thất vọng. Có thể nói tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, cảm giác muốn báo thù, sau đó báo thù không được. Tôi hiểu. "Người tên là gì?" Hỏa nhân cắn răng, tựa nằm trên đất hỏi tôi. "Liêu Minh bố." Đồng thời tôi hỏi ngược lại hỏa nhân: "Người tên gì?" Hỏa nhân từ dưới đất đứng dậy, chạy về phía rừng sâu, đồng thời quát to một tiếng: "Ta tên Lô Trung Hỏa, sẽ có một ngày ta đánh bại được ngươi." Âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất phía sâu trong rừng thẳm. Tôi rầm một tiếng, ngồi trên mặt đất. Vừa nay tôi nói hấp thụ rất nhiều sức mạnh trên thân thể hỏa nhân, nhưng dù sao tôi cũng đang trúng độc, không dùng được đồ đằng long xà, không có thể lực mạnh mẽ. Nghỉ ngơi hồi lâu, tôi theo hướng mấy người nhị ra rời đi, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng ở trong nhà sàn cũ tìm được bọn họ. Mấy người bọn họ thấy tôi để vai trần, đội mưa trở về, đều vội vàng vọt ra. Vừa vào trong nhà, Cát Ngọc cầm khăn mặt giúp tôi lau tóc, Chu Trùng Điền giúp tôi cởi giày ra, lau khô hai chân. Tình cảnh này đột nhiên khiến tôi cảm động, chỉ muốn rơi lệ. Tôi nhìn mọi người nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều." Tất cả mọi người sững sờ, nhìn tôi như quái vật. Tô Trinh đang chuẩn bị xỏ giày giúp tôi, lúc này cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: "À bố, từ bao giờ lại như vậy? Cảm giác thật lạ nha." Đi ra hỏi: "À bố, ngươi cùng thi thể người thanh niên kia so chiêu sao?" Tôi gật gật đầu, nói: "Lời quỷ vương nói quả nhiên không sai." Tôi bây giờ đối với quỷ vương tràn đầy hứng thú. Nơi cảnh sát khi gặp Phong Trung Túy, đã bị hắn hung hăng đánh cho một trận, áo quần te tua. Lúc này thấy tôi một thân một mình đánh ngã một trong tứ đại ma đà, càng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết thực lực của tứ đại ma đà cao cường đến mức nào. Nữ nhân cảnh sát nằm dư bí thuật thất truyền cũng đánh không lại, mà tôi một tên đầu đất thân chúng kịch độc lại có thể một mình đánh thắng, thật sự khiến người ta khó có thể hiểu được. Nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi tôi: "Hai người thực sự so chiêu sao?" Tôi sững sờ cười nói: "Đương nhiên, nếu không ta có thể sống sót trở về sao?" Mọi người không lên tiếng, nhưng bọn họ đều rất muốn biết tôi một thân trúng độc như thế nào có thể đánh bại tứ đại ma đà. Tôi cũng không giấu giếm, liền lặng lặng nói: "Đây chính là chỗ hơn người của quỷ vương. Hắn đã nói với tôi rất rõ ràng, khi gặp người thứ hai của tứ đại ma đà, một mình tôi đánh với hắn, phải đích thân tôi." Tôi bây giờ suy nghĩ một chút, nên như lúc đó tất cả mọi người cùng xông lên, có lẽ cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết. Đệ nhị ma đà tên gọi Lô Trung Hỏa, thực lực của hắn tôi cảm thấy cùng lão tiền bối Phong Trung Túy tuyệt đối là cùng một đẳng cấp. Nhưng không biết tại sao, khi hắn công kích tôi, sức mạnh của hắn đều bị tôi hấp thu. Hắn càng dùng sức, tôi càng hấp thu nhiều. Nói đơn giản chính là sức mạnh của hắn giống như là một miếng sắt, mà thân thể của tôi giống như một cục nam châm. Hắn cách xa tôi thì không sao, nhưng gần tôi một chút liền sẽ bị hấp thu sức mạnh. Vừa dứt lời, Tô Trinh liền nói: "Hóa ra là như vậy. Ta trước đây thấy lão tổ cũng hấp thu hỏa diễm, nhưng chỉ thấy duy nhất một lần mà thôi." Tôi ở một tiếng nói: "Lão tổ khi ở trong nhà xưởng bỏ hoang, bảo cô dẫn tôi tiến vào ngôi mộ trong nhà xưởng, lấy thân phận đốt tâm hành giả để cho tôi ma tâm. Sau đó trên thiên sơn lại cho tôi thiết tâm. Hôm nay sau khi cùng hỏa nhân so chiều, ma tâm cùng thiết tâm hợp lại làm một. Tôi đang nghĩ có phải lão tổ đã sớm chuẩn bị hay không, hay là lão tổ có thể đoán trước được tương lai." Nói đến chuyện mèo già không dâu, Tô Trinh có chút đỏ mặt. Tuy nói chuyện kia là chuyện tốt, Nhưng dù sao ban đầu cũng là lừa gạt tôi. Nàng nhỏ giọng nói, khi lão tổ giao nhiệm vụ đã từng nói với ta một chuyện. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 307, phần mộ năm 1986. Edit Sen. Chuyện gì? Tôi vội vàng hỏi. Tô Trinh nói, lão tổ đã nói, mắt quỷ chính là chỉ dẫn của thiên diễn đồ. Mắt quỷ sẽ an bài số mệnh của mỗi người, quyết định xem ai sẽ trở thành cường giả. Nhưng mắt quỷ là vật không chính không tà, không gì có thể khống chế sức mạnh của nó. Lục Trược lão tổ cho ngươi ma tâm cũng là tạm thời muốn giúp ngươi áp chế sức mạnh của mắt quỷ. Là như vậy à? Tôi gãi đầu một cái, lại gật gù. Nhưng nói thật thì tôi nghe không hiểu ra ý gì. Tên béo đã sớm không nhìn được nữa rồi, lúc này nói xen vào một câu, mẹ kiếp, không trách được lệnh của ngự quỷ môn để cho ta đi cùng ngươi vào phủ đồ thông thiên đi. Đại huynh đệ, ngươi là có chuyện gì à? Đang nói chuyện thì bỗng điên Tô Trinh cả kinh, nhỏ giọng quát mọi người, tất cả đừng hé miệng. Bên trong nhà sàn cũ nát nhất thời rơi vào yên tĩnh. Gió bên ngoài vẫn cứ thổi vù vù, đập uỳnh uỳnh trên nóc nhà, nhưng vẫn không ngừng thấm nước mưa. Mấy người chúng tôi ngồi ở trong chỗ khô ráo, lặng lẽ nghe xung quanh. Bên ngoài mưa vẫn rơi tít tách. Trong tiếng mưa rơi hình như có xen lẫn tiếng chim nhạn kêu. Mấy người bọn tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi hai mặt nhìn nhau. Sắc trời vẫn còn tối, chim nhạn từ đâu tới? Đàn lông nghỉ hoặc không hiểu thì bỗng nhiên tên béo chỉ vào trên nóc nhà nói, mau nhìn, đèn trời kìa. Chúng ta bắt chước theo tên mập, ngẩng đầu lên nhìn trời. Xuyên qua nóc nhà, chúng tôi đều thấy rõ, trên bầu trời đêm có một chiếc đèn trời rất to. Sao lại có đèn trời? Chẳng lẽ lại là thủ đoạn của ngự quỷ môn? Đi ra nhỏ giọng lầm bầm một câu, nữ cảnh sát híp mắt nói, các người chờ ta một chút. Vừa dứt lời thì chúng tôi lại nhìn về phía nữ cảnh sát. Bên cạnh đã không còn ai nữa rồi, mà đèn trời mới nãy còn trôi bồng bồng trên trời đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi, dọa chúng tôi nhảy dựng cả lên. Tên béo trực tiếp nhào tới, bắt được một bên mép đèn trời, giữ nó lại để tránh nó bắt lửa bên trong. Đại khái qua 2-3 giây thì trên nóc nhà răng rắc một tiếng, đưa cảnh sát từ bên trong phá nóc nhà nhảy xuống, vương vàng rơi vào nhà sàn. Chỉ có điều nóc nhà lúc đầu to bằng nắm tay, bây giờ đã bị nàng ta đạp một cái, trực tiếp biến thành cái thùng nước lớn. Do lạnh cứ thế chui vào trong phòng, khiến chúng tôi đều ôm chặt hai tay của mình. Đi ra vào chú Trung Điên tìm kiếm đuôi đèn của chiếc đèn trời, thì quả nhiên tìm ra được một lá thư. Vừa mở ra nhìn thì thấy bên trong viết một đoạn văn như thế này: thời gian gặp đệ tam ma đà, các người cần phải dốc sức lực mà lên. Nhưng Lưu Minh bố ngàn vạn lần không thể động thủ, nhất định phải ở lại vị trí tìm ra đèn khổng minh. Cái này chính là muốn cho chúng ta đi đánh nhau với đệ tam ma đà chứ gì. Tên béo vỗ vỗ tay cười nói, tôi không nghĩ ra tại sao lại không cho tôi đồng thủ với đệ tam ma đà. Căn bản còn không cho tôi đi khỏi đây, muốn tôi ở lại chỗ này sao? Đi ra cầm lấy bức thư kia, trên mặt không rõ biểu tình gì. Một lúc sau mới nói với chúng tôi, ăn cơm đi. Tên béo cùng với chú Trung Điền nhom lửa làm cơm. Tôi đi tới bên cạnh nhị gia, nhỏ giọng hỏi, nhị gia, ngài có tâm sự gì à? Nhị gia ngồi ở cửa nhà sàn, rút thuốc lá ra, nhìn mưa rơi bên ngoài hiên, nói, nơi này phong cảnh hợp lòng người, nước mưa sung túc, dần thích hợp với tính cách của ta. Nhị gia, ngài có tâm sự gì cứ nói cho tôi biết. Tôi cùng đốt một điếu thuốc, nhỏ giọng nói với nhị gia, tôi biết vừa nãy nhị gia cố ý nói nơi này phong cảnh được, là không muốn nói ra tâm sự trong lòng thôi. Dừng lại trong chốc lát, nhị gia nhỏ giọng nói, phù đồ thông thiên mặc dù ta không đi qua bao giờ, nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ lần này của ngự quỷ môn ẩn giấu một âm mưu gì đó thật là lớn. Âm mưu gì? Tôi đưa đầu hỏi. Nhị gia lắc đầu, dùng sức hút một hơi thuốc, khói trong lỗ mũi hắn chậm rãi phun ra ngoài. Nhị gia thở dài nói, Ta bây giờ cũng không phát hiện ra được Ngự Quỷ Môn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chẳng qua Ngự Quỷ Môn bây giờ và Ngự Quỷ Môn trước khi giải tán tựa hồ có sự bất đồng to lớn. Đi ra làm tôi thấy hứng thú mãnh liệt. Tôi lại hỏi, trước khi giải tán thì Ngự Quỷ Môn với bây giờ khác chỗ nào đây? Trước lúc giải tán, quân Việt cắt cứ, kháng chiến nội chiến cứ thế nối tiếp nhau. Vì nhân một thời đã nói rất đúng à, có sức tức là vua cỏ. Ngự Quỷ Môn lúc đó thực lực mạnh mẽ lắm, thế lực phân bố toàn quốc, kể cả Đông Bắc dầu mép hay bọn cướp đường Sơn Đông, kể cả thổ phỉ tương Tây cũng đều kết cấu với nhau. Lúc đó bọn họ làm những chuyện như vậy đều là những hành động bất nghĩa, hơn nữa lòng dạ cũng độc ác vô cùng. Nó đến chỗ này, đi ra lại liên tục thở dài. Tôi biết sinh sống ở thời đại đó thì mọi người đều rất cực khổ. Bọn họ trải qua nạn đói, còn trải qua cả rất nhiều sự kiện lịch sử. Bây giờ Ngự Quỷ Môn làm sao? Tại sao nhị gia ngài lại biết? Nhị gia gạt tàn thuốc, rít một hơi cuối, rồi đem tàn thuốc gầy ra ngoài nhà sàn. Tàn thuốc đỏ thắm trong phút chốc đã tắt. Nhị gia lặng lặng nói, bây giờ không chỉ là thời đại hòa bình, mà còn phải xem chuyện gì đã xảy ra nữa kìa. Ngự Quỷ Môn đã không còn làm những chuyện bất lương như trước nữa rồi. Hơn nữa khẩu khí lúc giao nhiệm vụ cũng khác. Tôi sững sờ ôm đầu nói, khác ở chỗ nào? Người xem tên mập mạp kia, hắn không nghe Ngự Quỷ Môn, kết quả là con chó của chính mình nuôi đã bị Ngự Quỷ Môn giết chết. Đây chính là giết gà dọa khỉ nha. Đi ra hừ một tiếng cười nói, chuyện này so với năm đó thì đúng là lấy kiến so với vòi. Năm đó bất kể là chuyện gì Ngự Quỷ Môn làm cũng đều khiến người hồn bay phách lạc kìa. Đó đến chỗ này, đi ra thở dài, hai tay đè chặt đầu gối, rồi đứng dậy trở về bên trong nhà sàn, chuẩn bị ăn cơm. Tôi nhìn trời mưa bên ngoài nghĩ thầm, lần này đối mặt với Đề Tam Ma Đà, Ngự Quỷ Môn không cho mình tham dự, muốn mình ở lại nhà sàn. Làm vậy chẳng lẽ là bởi vì Đề Tam Ma Đà có thể sẽ khắc chế mình sao? Đạo lý này hẳn là tồn tại được, bởi vì Ngự Quỷ Môn để cho tôi một mình đánh nhau với Đệ Nhị Ma Đà, cũng bởi vì trong cơ thể của tôi có thứ có thể khắc chế được Đệ Nhị Ma Đà, đó là thiết tâm cùng ma tâm. Mà khắc chế trong lò hỏa lại vừa vặn lợi dụng sức mạnh trên người của hắn để cho tôi hợp nhất hai tâm lại. Đây tuyệt đối là cơ hội trời ban. Nhưng Đệ Tam Ma Đà thì tôi lại không biết hắn là hạng người gì. Ăn cơm tối xong, lúc nghỉ ngơi tôi phát hiện Tô Trinh đã biến mất không thấy đầu nữa. Quay đầu nhìn xung quanh cũng không tìm được bóng dáng của Tô Trinh. Nằm ở trên phản trúc nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, vẫn nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, không biết đang ngủ lúc nào rồi. Sau nửa đêm tôi cảm thấy lỗ tai hơi ngứa một chút, liền đưa tay gãi gãi. Gãi xong liền cảm thấy lỗ tai hơi ngứa chút, liền mở mắt ra nhìn. Bên cạnh chỗ tôi đang nằm có một con mèo râu lớn. Nó lè đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tai của tôi, không phát sinh một tiếng động nào, đã đem tôi liếm tỉnh rồi. Tôi vừa mở mắt, con mèo hoa đã quay sang chỗ khác, duỗi chân trước ra chỉ về hướng tây nam ngoài nhà sàn. Tôi cúi người nằm nhoài trước mặt con mèo hoa, đem miệng tiến sát đến bên lỗ tai của nó, nhỏ giọng hỏi, ý của ngươi là ta theo người đi ra ngoài sao? Con mèo hoa gật gật đầu. Tôi chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều đang ngủ ngon lành, đặc biệt là tên béo, tiếng ngáy vang động trời. Tôi cũng không biết gia hỏa này lại yêu ngáy ngủ đến thế. Bởi thân giường chiếu đều dựng từ trúc, dẻo dai 10 phần, nên hơi động đậy sẽ tạo ra tiếng vang kéo kẹt, cho nên tốc độ đứng dậy của tôi phi thường chậm rãi. Sau khi đứng dậy, nhấc theo giày, tôi rón rén đi tới cửa nhà sàn, dẫm lên cầu thang, chậm rãi đi ra ngoài. Ra đến nhà ngoài, tôi mới khom người đeo giày vào. Con mèo hoa đã theo cây gậy trúc ở nhà sàn mà bò lên. Lúc này nó mèo một tiếng với tôi, rồi quay đầu nhìn về hướng tây nam, chỗ rừng cây chạy vào trong đó. Tôi đuổi theo vào trong rừng rậm. Con mèo hoa cứ thế chạy về phía trước, chạy rất lâu, mặt đất rất là trơn trượt. Có nhiều chỗ nhìn thì là mặt cỏ, nhưng dâm lên lại chính là vũng nước, rất dễ bị trẹo chân. Con mèo hoa chạy mười mấy phút, xuyên qua từng mảng lùm cây, thì cuối cùng con mèo hoa dừng lại ở một bãi tham ma. Nó là bãi tham ma, nhưng thật ra chỉ có 7-8 cái mồ mả. Mỗi một ngôi mộ đều cắm một tấm trúc, trên bảng trúc viết tên của người chết. Con mèo hoa mèo mèo gọi tôi một tiếng, mang tôi đi tới chính giữa ngôi mộ trên gò đất, lại ngẩng đầu meo một tiếng ra hiệu cho tôi nhìn lên văn bia. Bia khắc thông tin của người đã mất. Tôi móc từ trong túi ra một loại đèn pin nhỏ, mở đèn ra vừa nhìn, thấy bên trên văn bia viết vài ba chữ: Liêu Núi chi mộ, mộ trên núi, năm 1986. Tôi lẩm bẩm trong miệng: Liêu Núi, nghe thật quen thuộc. Đúng rồi, đi ra gọi ta là Lưu Biển. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 308. Ai là giả? Editor Min. Chẳng lẽ... Trong đầu tôi bỗng cả kinh, nhất thời xẹt qua một tia chớp. Chẳng lẽ đây chính là phần mộ của ông nội tôi? Bà nội khi còn sống đã từng nói ông nội là bị bệnh qua đời. Nhưng tôi nhớ lúc còn nhỏ, có một lần trưởng thôn quy hoạch một mảnh ruộng, muốn để cho mấy gia đình trong thôn đi chuyển phần mộ đi. Lúc đó tất cả mọi người đào lên từ trong đất đều là quan tài. Có mấy nhà quan tài thì tốt hơn, có mấy nhà quan tài lại mục nát khá là nghiêm trọng. Nhưng trong phần mộ của ông nội tôi, đào lên không phải là quan tài, mà là một hũ tro cốt. Lúc đó tôi còn nhỏ, còn đần độn hỏi cha tôi. Tôi nói: quan tài của ông nội con tại sao lại nhỏ như vậy? Cha tôi lúc đó xoa đầu tôi nói: đó là hũ tro cốt. Cái từ hũ tro cốt này cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nghe được. Lúc đó cảm thấy rất thú vị, nhìn người khác dùng tay đẩy xe gì gì đó lôi kéo quan tài, rất lao lực. Còn người nhà tôi chỉ cần ôm một cây hũ nhỏ liền chuyển được phần mộ. Thế nhưng đặt vào thời điểm bây giờ suy nghĩ một chút liền không đúng lắm rồi. Tại sao? Nếu người từ nhỏ sống ở trong thành phố có thể sẽ không hiểu điều này lắm. Nông thôn, vùng núi, nhưng nơi này giao thông không phát triển, kinh tế không phát triển, đại đa số người già sau khi chết đều không dùng phương thức hỏa táng, đều là mặc áo liễm bào đặt vào trong quan tài. Lúc đó 10 dặm 8 phương trời không người nào đồng ý hỏa táng. Người nhà tôi tư tưởng cũng rất truyền thống, đặc biệt là cha tôi, để tôi cũng giống vậy, đều là bản tính bướng bỉnh. Khi còn bé, ông ấy bị bà nội tôi đánh không ít. Nghĩ lại hiện tại, tôi nhìn chằm chằm mảnh văn bia bằng trúc, nghĩ thầm: chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Hướng về bên cạnh nhìn, con mèo hoa chẳng biết từ lúc nào đã biến thành hình dạng của Tô Trinh. Nàng vô vai tôi nói: à bố, ta cũng là đi ra ngoài trinh sát. Trong lúc đó vô tình phát hiện ta từng nghe người nói nể ra tên Lưu Biển, cho nên ta liền gọi cho người tới xem một chút. Người Trung Quốc đặt tên. Trong nhà đều có anh chị em, tên bình thường đều khá là có quy luật. Ví dụ như Trương Tiểu Tam, Trương Tiểu Tứ, Trương Tiểu Ngũ. Hơi có chút văn hóa, ví dụ như ông tổ của tôi ở thời kỳ vãn tình là một tiên sinh dạy học, còn như là người có chút văn hóa, đặt tên cho con cháu chính là Lưu Núi, Lưu Biển. Tô Trinh nhỏ giọng nói: nếu không chúng ta đào ra nhìn. Tôi sững sờ nói: cái này không hay lắm, dù sao cũng là phần mộ của người ta, chúng ta đây chính là đi đào trộm mộ à? Tô Trinh suy nghĩ một chút nói: à bố, nói thật cho người biết, có một việc ta vẫn nghĩ mãi cho tới bây giờ, nhưng cũng không dám chắc chắn 100%. Chuyện gì thế? Thời điểm chúng ta tới Bắc Cường, Ô Lực Hãn đã từng gọi qua một câu Lưu tiên sinh, nhưng lại lập tức bị nhị ra dùng tay che ở bên trên miệng ngăn cản. Lúc đó về sau, hai người bọn họ vẫn như hai người bạn cũ. Ô Lực Hãn lại không có gọi hắn là Lưu tiên sinh nữa. Ngươi còn nhớ không? Tô Trinh ở trong mưa nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi gật gật đầu nói: Nhớ chứ. Lúc đó trong lòng tôi còn nghĩ, nguyên lai nhị gia lại giống tôi, đều họ Lưu a. Thời điểm ngươi gặp nhị gia so với gặp lão tổ và ta sớm hơn, thế nhưng ta có thể thấy nhị gia đối với ngươi là thật lòng, điểm này là không lừa được người. Ta vẫn nghĩ không hiểu vấn đề, chỉ là một người vô duyên vô cớ, tại sao lại đối xử với người tốt như vậy, chăm sóc, giúp đỡ người ở mọi nơi. Tô Trinh nói ra nghi ngờ trong lòng. Tôi còn chưa kịp nói, Tô Trinh liền nói: Cho đến lúc ta đi ra ngoài trinh sát, phát hiện phần mộ ở nơi này, liền nói cho người biết, muốn để cho người tới nhìn. Trước khi đến Tây Song Bản Nạp, tôi từng hỏi nhị gia chuyện liên quan tới phù đồ thông thiên. Nhị gia nói hắn có một ít bản cũ, cùng quen biết một vài lão tiền bối, có người từng đến nơi này. Sau đó nhị gia kể lại cho tôi một câu chuyện cũ. Một tiền bối gặp phải sự cố bị cắt tai. Khi gặp phải ba tai trận, là nhị gia cao giọng la lên để cho chúng tôi nhanh chóng lùi lại. Làm sao hắn biết ba tai trận rất nguy hiểm? Trong lòng tôi bỗng nhiên cả kinh, cả người đều nổi lên một tầng da gà. Lẽ nào lão tiền bối mà nhị gia nói căn bản không hề tồn tại? Cái người sống trong nhà người Thái, đốt đèn lồng tiến vào Tây Song Bản Nạp, rừng rậm nguyên sinh, lỗ tai bị cắt đi, cuối cùng lão tiền bối lại được thoát ra, không phải ai khác, chính là nhị gia. Đầu óc của tôi có chút rối loạn, tôi thật sự bối rối rồi. Tôi không biết nên làm sao để suy nghĩ chuyện này. Nhị gia đã nói, chỉ cần có người ở sau lưng nói xấu Đế Thực Vương, bị Đế Thực Vương nghe được, lỗ tai sẽ rơi ra. Mọi người đều không phản đối, nhưng nhị gia lại hết lòng tin theo. Một khi tôi nói xấu Đế Thực Vương, nhị gia liền trừng mắt nhìn tôi. Nhị gia tại sao lại e ngại lời nguyền của Đế Thực Vương như vậy? Tôi đang nghĩ, hay là lão tiền bối kia thực sự đúng là bản thân nhị gia, bởi vì hắn đã từng qua tai họa đó, nên hắn mới e ngại lời nguyền của Đế Thực Vương. Đào! Tôi hô to một tiếng, trực tiếp từ trên người rút ra trường đao cùng chủy thủ. Tô Trinh và tôi mỗi người một cái đao sắt, nhằm ngay gò đất của phần mộ đào lên. Mưa rơi không ngừng. Không lâu sau, quần áo khô ráo của hai chúng tôi liền triệt để ướt sũng. Khi đào được sâu hơn 2 mét, mới phát hiện một tấm chiếu rách bao bọc một thi thể. Thi thể không có mùi thối, một mặt là mưa đã áp chế một phần mùi trong phần mộ, một mặt khác có thể là hải cốt đã chôn từ lâu, mục nát xong rồi. Dù sao cũng là ngôi mộ từ năm 1986. Tô Trinh và tôi liếc mắt nhìn nhau. Tôi không dừng lại một chút nào, trực tiếp xông lên tấm chiếu mục nát, lộ ra một bộ hài cốt bên trong. Hài cốt này đã biến thành màu đen, mục nát đặc biệt nghiêm trọng. Tôi căn bản không cách nào phân biệt được hắn rốt cuộc là ai. Tôi nói: Tô Trinh, tôi nhớ trước đây xem tivi có một phương pháp gọi là nhỏ máu vào xương. Nếu như huyết dịch có thể thấm vào, chứng tỏ là có quan hệ máu mủ. Là thật sao? Biện pháp như thế, nếu như là thật, tôi nhất định phải thử xem. Tô Trinh khịt mũi nói: Vậy cũng là giết gạt người, không hề có một chút căn cứ nào đâu. Vậy bây giờ hoàn toàn không có cách nào phân biệt được hài cốt này là ai. Tôi cẩn thận tìm kiếm xung quanh hài cốt, bất luận là đồ vật gì cũng không phát hiện. Có thể nói, ngoài trừ một bộ hài cốt cùng quần áo mục nát, căn bản sẽ không tìm được rồi. Tôi không cách nào xác định có phải ông nội tôi hay không, chỉ từ một bộ hài cốt mà nói, dù là cao thủ hiểu biết nhiều bí thuật hơn nữa, có lẽ cũng không cách nào phân biệt được. Lúc đang định nhảy vào trong phần mộ, trong đầu tôi xẹt qua một tia chớp, vỗ mạnh mu bàn tay một cái, chấn thành nói: Đúng vậy, tại sao ta lại quên hết công nghệ y học hiện đại cơ chứ? Nghĩ tới chỗ này, tôi lập tức khom lưng. Trước tiên là đối với hài cốt lạy 3 cái, sau đó cung kính nói: Tiền bối, tôi không biết ngài có phải ông nội tôi không. Để làm rõ vấn đề này, tôi tạm thời lấy đi một đoạn xương nhỏ, xương cốt của ngài. Sau đó có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại. Nếu như ngài là ông nội của tôi nhất định sẽ mang hài cốt của người đi, cố gắng an táng. Dứt lời, tôi nhặt lên một đoạn xương cánh tay đã mục nát, đại khái chỉ to bằng một hạt lạc, nhưng ADN trong đó khẳng định vẫn còn tồn tại. Nơi này là đủ rồi. Sau khi lấy được xương, tôi mới vừa nhảy ra khỏi hố, Bỗng nhiên thoáng nhìn xa xa trong bụi cỏ, như là ánh lên một ánh đèn. Ai? Tôi gào lên một tiếng, đứng lên liền truy đuổi. Tô Trinh cả kinh, ánh mắt hướng về phương hướng của tôi đuổi theo. Cô mau chóng theo sau người tôi, đuổi về phía trước. Lần này tôi đã thông minh hơn rồi. Khi truy kích, cô ấy nhìn xuống dấu chân trên đất. Bởi vì trời vẫn mưa, cho nên trên mặt đất lầy lội, không thể tả được. Đi một bước liền trơn trượt một bước, mỗi lần đi đều sẽ tạo ra một vết chân. Dựa theo dấu chân trên đất, đây tuyệt đối là một người đàn ông. Bởi vì giày của nam nữ, kích thước và hình dáng là khác nhau, hơn nữa còn khác nhau rất lớn. Cứ như vậy một hơi đã truy đuổi đến nhà sàn. Dấu chân kia liền biến mất ở cửa cầu thang đi lên lầu 2 của nhà sàn. Trong lòng tôi cả kinh, trong lòng tự nhủ, quỷ vương đã nói đúng, trong chúng tôi quả nhiên có một người là giả. Bởi vì lao vào nhà sàn liền nói rõ người kia là người của chúng tôi. Nếu là người một nhà, tại sao phải nhìn trộm tôi? Vừa nay lúc tôi đào phần mộ, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi ra. Sau khi tôi phát hiện ra hắn, hắn còn mau chóng chạy. Điều này không phải là nói rõ trong lòng hắn có điều đen tối sao? Tô Trinh và tôi nhỏ giọng lên lầu. Trên cầu thang tre còn có một vài dấu chân đầy bùn. Nếu khi đến cửa ra vào, nên phát hiện giày của mọi người đều ngay ngắn đặt ở tại cửa. Hơn nữa, trên mỗi đôi giày đều có rất nhiều bùn nước. Người này thật là giàu hoạt, lại còn làm cho giày của tất cả mọi người đều dính đầy bùn. Tôi cắn răng nhỏ giọng nói. Tô Trinh không biết nói cái gì. Bỗng nhiên bên trong truyền đến một câu nói của tên béo. À, một đĩa thịt kho tàu nữa à? Chẳng lẽ là hắn sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 309, Cao thủ trộm mì. Editor Mẫn Mẫn. Tôi định thần nhìn lại, trước cửa lớn xếp ngay ngắn 6 đôi giày. Vốn là 7 đôi, nhưng tôi đã mang giày của mình rồi. Mà trong 6 đôi giày này, 3 đôi nam, 3 đôi nữ. Trên giày của nam nhân đều dính đầy bùn đất. Tôi ngồi xổm ở cửa, cẩn thận nhìn, chỉ có đôi giày lớn nhất là nhiều bùn đất nhất. Cái tên béo vừa nãy nói nhỏ một câu, một đĩa thịt kho tàu nữa, nghe tưởng như là nói mơ. Nhưng lẽ nào là hắn cố ý nói như vậy, hay là chỉ đơn giản trong giấc ngủ hắn cùng mơ được ăn thịt kho tàu? Ánh mắt của tôi dán chặt vào tên béo. Lúc này cùng Tô Trinh bước vào nhà sàn. Nằm xuống, tôi cũng không hề ngủ, mà là híp mắt thận trọng nhìn bốn phía. Chu Trùng Điền, tên béo, nhị gia. Tôi cảm thấy mục tiêu nhất định là ba người bọn họ. Không dám 100% thì ít nhất cũng là 90%. Cũng có thể có nữ nhân mang giày nam, nhưng Cát Ngọc không phải là giả chứ? Tôi nghi ngờ cả thế giới cũng sẽ không hoài nghi nàng. Tô Trinh càng không cần phải nói, nàng đi cùng với tôi. Như vậy ngoại trừ hai người này, chỉ còn lại nữ cảnh sát. Nói cái khác, người bị nghi ngờ chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Thế nhưng thời điểm đang suy nghĩ ai là kẻ tình nghi, tôi lại đột nhiên nhớ tới trong đội có một người giả. Tin này là của tên béo nói. Nếu như hắn là giả, còn nói với tôi làm đếch gì? Hơn nữa trước đó chúng tôi căn bản cũng không quen không biết cái tên mập này. Hắn là thật hay là giả cũng có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Chu Trùng Điền, nhị gia, nữ cảnh sát chắc chắn là một trong ba người họ rồi. Cửa nhà sàn bùn đất trên đôi giày lớn đều như vậy, khẳng định là có người cố ý mà thôi. Hắn bôi thêm một ít bùn lên đôi giày lớn đó, chính là muốn giá hỏa cho tên béo. Nhưng người kia không biết, chính là tên béo sớm nói cho tôi biết trong đội có một người là giả. Vấn đề càng ngày càng phức tạp rồi. Tôi căn bản không nghĩ tới tình hình tiến triển của sự việc vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi sờ soạng mạch xương trong túi, trong lòng nghĩ sau khi rời khỏi nơi này nhất định phải tìm một bệnh viện tốt nhất giúp tôi xét nghiệm ADN, xem có phải của ông nội tôi hay không. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tỉnh dậy. Lúc ăn điểm tâm, tôi còn cùng nhị gia ngồi ở cửa, ai cũng không nói chuyện, đều cúi đầu ăn. Ăn xong, nhị gia theo thói quen từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhen lửa. Tôi cũng lấy ra một điếu thuốc nhen lửa. Ai cũng cứ lặng lặng như vậy hút được nửa điếu. Tôi nhỏ giọng nói, Nhi gia, tôi nhớ là người cũng họ Lưu à? Nhi gia rất tự nhiên gật gật đầu. Ừ một tiếng. Tôi lại hỏi, Nhi gia, người tên là gì? Nhi gia lần này sững sờ, cười nói, sao tự nhiên lại có hứng thú với tên của ta? Tôi cũng cười nói, không nói những chuyện khác, chỉ là quen biết Nhị gia lâu như vậy mà Nhị gia tên gọi là gì cũng không biết, cảm thấy có chút không tốt lắm. Vậy sao? Nhị gia cười sảng khoái, sau đó đưa tay vào ngực, lôi ra một tấm thẻ căn cước. Là thẻ căn cước mới ban hành. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ Lưu Thư Viễn. Sau khi nhìn, tôi có chút thất vọng, đem thẻ căn cước trả lại cho Nhị gia, cười nói, Nhị gia, tên này thực hay. Nhị gia cười nói, có đẹp có xấu cũng đều là cha mẹ đặt, cứ gọi vậy đi. Thẻ căn cước của Nhị gia nhất định là thật, điểm này không sai được. Bởi vì chúng tôi trước đây cùng đi ra ngoài, còn lúc mua vé tàu cao tốc gì đó, hoặc là nghỉ tại khách sạn, đều là phải xuất trình thẻ căn cước. Hơn nữa thẻ căn cước nhất định phải quét trên máy, bên trên có tử tính, quét một cái liền có thể biết thông tin. Vì lẽ đó thẻ căn cước của Nhị gia không phải giả rồi. Chỉ có điều trước đây tôi không chú ý tới tên ông. Nếu không phải vậy, Nhị gia cũng không phải ông nội tôi rồi. Không dám khẳng định 100% không phải, nhưng xác suất không phải rất lớn. Tuy rằng tên có thể thay, nên tôi cảm thấy Nhị gia không cần phải chỉ vì giấu giếm tôi mà thay danh đổi tự chứ. Nếu như đúng là hai người, không cần thiết phải giấu chứ. Ăn điểm tâm xong, 6 người họ thu thập hành lý, dựa theo tờ giấy chỉ dẫn phía sau đèn lồng khổng minh ngày hôm qua tiếp tục tiến lên. Tôi thì một mình ở lại bên trong nhà sàn. Trong túi của tôi có các loại trang bị, cũng có rất nhiều đồ ăn, đủ để cho tôi ở nơi này một tuần không có vấn đề gì. Một mình ở lại nhà sàn có chút cô quạnh, điện thoại di động cũng không chơi được, không có sóng. Tôi cứ ngồi ở cửa lầu 2 nhà sàn, trước cây thang trúc, lặng lặng hút thuốc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi hôm qua cũng không ngủ ngon, ngày hôm nay vẫn mưa nhỏ rơi tít tách. Tôi nằm trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Đói bụng tỉnh lại, vừa nhìn đã thấy sắc trời chạng vàng tối. Tôi phát hiện nơi này sắc trời tối rất sớm, có thể là trời nhiều mây. Mở ra một chiếc đèn nhỏ đặt ngay trên bàn giữa phòng, chiếu sáng cả gian nhà. Tôi đang dùng nồi áp suất nấu cơm, chợt nghe bên ngoài truyền đến từng nhịp tiếng bước chân. Tôi vui vẻ nghĩ, bọn họ trở về rồi sao? Liền vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện bên ngoài không có thứ gì, nhưng vừa nãy tiếng bước chân tuyệt đối là nghe rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ là tôi nghe lầm sao? Tôi gãi đầu một cái, không nghĩ nhiều, lại quấy mì ống trong nồi. Khi mới bắt đầu ăn mì ống, đều cảm thấy ăn rất ngon, rất có vị, nhưng ăn liền trọn mấy ngày, thật cảm thấy phát ngán mà. Đang khuấy đều mì trong nồi, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền tới từng đợt tiếng bước chân. Tôi lần thứ hai đưa đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài vẫn là không có bất kỳ vật gì. Lần này tôi dập tắt cồn, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn quanh nhà sàn một lượt, thình lình phát hiện bên ngoài nhà sàn xuất hiện một chuỗi dấu chân. Không sai, là vết chân, không phải dấu giày. Tôi nghĩ thầm, có người nào đó đi chân trần bước qua đây sao? Tôi cũng không để ý, bước vào nhà. Mới vừa vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, tôi giật nảy cả mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nồi áp suất nhỏ của tôi biến mất không thấy đâu. Tôi trợn to hai mắt, cảm giác mình đang nằm mơ. Nồi áp suất nhỏ mới vừa rồi còn đang nấu mì, trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi. Chẳng lẽ là bị quỷ ăn mất sao? Quỷ nào mà khẩu vị lạ như vậy, nồi áp suất cũng ăn. Tôi vội vàng tìm kiếm trong phòng, nhưng bất kể tìm thế nào cũng không tìm ra dấu vết. Nồi áp suất biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi toàn mồ hôi lạnh, cảm thấy lạnh hết cả xương sống. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Nếu như tôi ở cùng với mấy người Nhị gia, có lẽ sẽ không sợ sệt như thế. Nhưng mà đêm buông xuống, chỉ có mình tôi ở lại nhà sàn, nói không sợ chính là láo. Cẩn thận nhìn bên trong nhà sàn, không có vết chân, không có dấu giày, nhưng có một chi tiết nhỏ đàm vào mặt của tôi. Quanh vị trí đặt nồi áp suất có rất nhiều giọt nước mưa, hơn nữa còn có một nhúm lông xám. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên nồi áp suất. Bên trên trần nhà sàn cẩn thận lọt vào lớp lá chuối. Hạt mưa không thể nào rột xuống chứ. Tôi nhặt nhúm lông xám lên, cẩn thận ngửi một cái. Tôi không có bản lĩnh như chú Trùng Điền, ngửi không ra đây là cái gì. Đang híp mắt suy tư, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến tiếng chít chít một tiếng. Tôi cả kinh, nhấc theo một thanh trường đao đuổi theo. Vài con vượn lông sáng đang ôm nồi áp suất của tôi quay đầu bỏ chạy. Sa, mấy con vượn chết tiệt này, ra là các ngươi trộm đồ của ta. Mấy con vượn này nhất định là nấp đi chỗ khác, sau đó leo xuống mang nồi áp suất đi. Mà tiếng bước chân bên ngoài nhà sàn khẳng định cũng là chúng nó cố ý gây ra, mục đích là điệu hổ ly sơn. Mấy con vượn này thật là thông minh. Tôi nhấc theo trường đao đuổi theo. Đám vượn leo lên cây, chạy như một cuộc thi tiếp sức. Mỗi con thay nhau ôm nồi một lúc, một tay che lấy lắp nồi, nước mì sẽ không tràn ra ngoài. Chúng nó tốc độ rất nhanh, tốc độ truy kích của tôi cũng rất nhanh. Không lâu sau, một đường đuổi tới một sơn động. Nghiêm túc mà nói, đây không phải sơn động, là một gò đất cao nhô lên, sau đó là một đồng bên trong. Tôi mang theo trường đao, bật đèn pin tiến vào. Vừa nâng đèn pin chiếu một cái, cảnh tượng đập vào mắt của tôi làm tôi giật cả mình. Một đám vượn con lông xám vây quanh một con vượn già lông trắng đang hấp hối ầm ĩ kêu. Còn có một con vượn nhỏ dùng đũa chọc lấy sợi mì, đưa lên trên miệng thổi thổi hai cái, sau đó đút cho con vượn già sắp chết kia. Vượn già không ăn, ánh mắt già nua thâm thúy liên tục nhìn chằm chằm tôi. Một lát sau, nó đẩy con vượn nhỏ bên cạnh ra, yếu ớt khoanh tay một cái, ra hiểu tôi đi qua. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 310, cây cổ cải hình người. Edit Sen. Tôi dừng lại chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi đến. Lúc đấy bên cạnh con vượn già thì một đám vượn con sợ hãi vứt nồi áp suất rồi chạy tán loạn, mau chóng núp ở phía sau con vượn già. Vượn già thân thể đã rất suy yếu, nhưng vẫn cố đưa cánh tay già ôm những con vượn nhỏ kia, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của bọn chúng để giảm thiểu sợ hãi của bọn nó. Nồi áp suất để ở bên cạnh vượn già còn liên tục tỏa ra từng tia khí. Trên người con vượn già này không có thương tổn gì, không có nơi nào chảy máu. Có lẽ là do sống quá lâu rồi, tuổi tác cũng đã đến cực hạn. Tôi bưng cái nồi áp suất từ dưới mặt đất lên, quấy mì ống bên trong nồi, rồi đưa lên miệng thổi, đưa đến bên mép vượn già. Mặc kệ người hay là thú, thì cả đời này sớm một giây thiếu một giây. Mà thấy vượn già đã sắp tới phần cuối của sinh mệnh, tôi cũng không muốn chỉ cứu việc vượn con trộm mì của tôi nữa. Ngược lại vào giờ phút này, tôi lại rất cảm khái, nên con vượn con này đi trộm mì cho trưởng bối của chúng, chỉ muốn vào giây phút cuối đời có thể để cho trưởng bối nếm thử mùi vị tuyệt hảo của thực phẩm này. Tôi đem một miếng đến trước mặt vượn già. Nó nếm thử một miếng rồi chậm rãi nhai trong miệng. Sau một lúc thì ánh mắt của nó ngày càng vẩn đục, còn người cũng bắt đầu tan rã. Tôi biết sinh mệnh của vượn già đã như ánh đến muốn dập tắt rồi. Vào thời khắc sống còn, vượn già nhẹ nhàng lôi vài con vượn con đẩy sang bên cạnh tôi. Không biết là muốn tôi chăm sóc bọn chúng hay còn có chuyện gì khác, chắc là muốn giao phó gì đó. Tôi còn không nghĩ được rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, thì con vượn già đưa tay chỉ về phía hàng núi. Sau đó cánh tay đầy lông lá của nó lại cạch một tiếng buông thõng xuống. Mặt của con vượn già đã nhắm lại. Vài con vượn con lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi, mê man nhìn con vượn già. Chắc là tưởng nó ngủ rồi. Tôi thở dài một hơi, liếc mắt nhìn bị ống vẫn còn đang cầm trên tay, đánh đút từng miếng cho bọn vượn con. Trước đây tôi đã từng đọc qua một câu chuyện cũ. Một đứa bé vào đêm khuya vô cùng đói bụng, sắp hôn mê cả rồi. Bà của hắn cũng rất nghèo, không có tiền mua đồ ăn, nên cuối cùng bà của hắn đã chạy vào trong siêu thị cướp một cái bánh mì cho hắn. Lúc ra cửa thì bị bảo vệ phát hiện rồi đánh cho một trận tơi bời. Nhưng cho dù bị đánh như thế nào thì ba của đứa trẻ đó vẫn một mực ôm bánh mì vào trong ngực. Cuối cùng ba của nó mang một khuôn mặt chảy máu trở về vòng cầu chỗ đứa bé đang đợi, rồi đưa bánh mì cho nó. Đứa bé hỏi ba có chuyện gì xảy ra thì hắn chỉ cười nói là không cẩn thận bị ngã mà thôi. Chuyện xưa có đúng hay không, tôi cảm thấy không cần thiết phải truy cứu lại. Nhưng tình thương của cha mẹ tuyệt đối chính là vĩ đại nhất. Con vượn già lúc còn trẻ đã từng vì con trai của chính mình đi tìm thức ăn, rồi đến lúc chính mình tuổi già không thể nào nhúc nhích nổi thì lại có mấy con vượn nhỏ đi trộm mì ống của tôi. Không chỉ vì muốn cho cha mẹ của mình ăn từ đồ ăn mà chỉ con người mới có thể ăn được. Tôi rất là cảm động, đang tự sững sờ thì bỗng nhiên đám vượn con giật giật ống quần của tôi, liêu díu kéo tôi vào trong sơn động. Vừa mới lúc đầu tôi không hiểu ý của chúng nó, tôi tưởng chúng nó muốn chơi với tôi. Để những con vượn con này cứ kéo mãi ống quần của tôi nhỏ giọng nói: các người muốn ta đi vào sao? Đám vượn con nghe không hiểu được tiếng người, vẫn cứ kéo ống quần của tôi, vừa kéo vừa đi. Tôi lảo đảo đi theo chúng nó, mở đèn pin lên. Vừa đi không được bao xa liền nghe thấy tiếng nước chảy, giống như đang chảy từ tầng cao nhất chảy xuống. Lúc đến tôi nhớ ra gò núi này không thể nào nứt được, làm sao mà có nước rò xuống được. Nghĩ đi nghĩ lại, con vượn con leo khá nhanh, lúc này đã dùng cả tay lẫn chân để bò. Sau khi đổi qua một đường ngoặt thì ánh mắt của tôi thấy một thứ làm tôi chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Trước mặt là một bệ đá sừng sững cao hơn 1 mét. Trên bệ đá mọc một cây giống củ cải, vỏ ngoài trắng, hơn nữa lại còn có hình dáng thiếu nữ yêu kiều thướt tha. Đây không phải then chốt, then chốt chính là trên người thiếu nữ thỉnh thoảng lại có dòng điện chảy qua. Hai tay thiếu nữ giơ cao một cái vải nước nhỏ, vải nước nhiều lắm, chỉ có bằng một quả đào lớn, nhưng từ miệng vải nước lại không ngừng chảy ra giọt nước mưa màu xanh ra trời ra bên ngoài. Tôi nhìn chằm chằm bụi cây như là cây cải kia, cẩn thận xem thì thấy giọt nước mưa kia 10 giây nhỏ ra một lần. Giọt nước mưa rơi xuống bể đá thì liền hòa vào bên trong tảng đá. Tôi hỏi con vượn con: đây là cây gì, các người biết không? Vượn con liêu già liêu díu, gãi đầu gãi tai giải thích cho tôi. Tôi xem cũng không hiểu. Cuối cùng con vượn nhỏ huống lên, trực tiếp nhảy lên bệ đá, sau đó chuẩn bị đưa tay chạm vào củ cải hình người đầy điện. Nên lúc mới vừa đưa tay đến một nửa thì lông của con vượn con lập tức nổ lên. Sau cú sốc này, nó rơi xuống bệ đá rồi nằm trên đất che ngực, bày ra bộ dáng yếu ớt. Cuối cùng con vượn con từ trên mặt đất đứng dậy, một mặt ngây thơ trừng đôi mắt to nhỏ nhìn tôi, giống như hỏi xem tôi có hiểu không. Tôi nhìn thì đã hiểu, con vượn con vừa biểu diễn chắc hẳn là một cái củ cải hình người này tràn ngập điện lưu, không thể động vào, nếu động vào thì sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Một con trong đám vượn liên tục chỉ vào vị trí vượn già vừa chết, sau khi chỉ nhiều lần thì lại chỉ về cây củ cải hình người. Thì ra là vượn già cũng không phải chết vì tuổi già, mà là do sờ vào cây củ cải hình người này. Tôi nhìn chằm chằm cái cây củ cải hình người kia hồi lâu. Nếu như nói cây này có thể mọc ra hình thù kỳ quái thì cũng không ai dám đảm bảo. Nhưng nếu như không có người chăm sóc đặc biệt mà vẫn tạo thành hình người thì cây củ cải đó có thể mọc ra hình người này đương nhiên là không thể tưởng tượng được. Mấu chốt nhất là cây củ cải hình người này còn tràn đầy dòng điện, là tự nó phát ra điện. Vượn già trước khi chết đã chỉ vào bên trong hang núi, vì đó muốn nói cho tôi biết, hay đồng nhất với cây cải này, chẳng lẽ vượn già muốn tôi ăn bụi cây củ cải này sao? Tôi cũng là không dám mạo hiểm như vậy. Thể chất của vượn già và tôi như nhau, mà nó sờ soạng tí đã thoi thóp rồi. Nếu như tôi sợ chắc chết tại chỗ á. Tôi bây giờ không ngu như trước nữa. Tôi nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lên, ném về phía cây củ cải. Lập tức cây củ cải hình người hiện ra dòng điện màu xanh. Hòn đá nhỏ lạch cạch một phát, vỡ thành vài khối đá vụn. Cây này thật là có bao nhiêu vôn điện áp nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lùi, tôi cảm thấy nên từ bỏ. Cây này tuyệt đối không được chạm vào đâu. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên phía sau lưng lại truyền tới một tiếng rầm rầm. Âm thanh này giống như là có người cầm búa lớn hùng hăng đánh ở bên ngoài hang động. Mấy con vượn sợ hãi chi chin kêu loạn cả lên. Lúc này chúng chạy đến bên chân tôi, ôm bắp đùi của tôi. Có đứa trèo lên bả vai của tôi ôm lấy cổ, còn có đứa thì nằm nhoài bên eo của tôi như đứa trẻ, cứ thế ôm chặt lấy eo tôi. Tôi có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Tôi nói mọi người đừng sợ, có lẽ là bởi vì mưa bên ngoài có sét đánh thôi. Nhưng càng nói như vậy thì bọn vườn lại càng sợ. Tôi phát hiện ra chúng nó đều đang hoảng sợ nhìn ra cửa hàng núi, giống như phát hiện ra ác ma vậy. Tôi nghĩ thầm, vượn già không phải là bị chết ở trong cửa hang động sao? Ngoài trừ vượn già thì chúng nó còn sợ ai? Tôi ôm hai con vượn con trên vai, đằng sau lại cong thêm một con, rồi đi đến chỗ cửa động. Nhưng càng cách cửa sơn động càng gần thì âm thanh rung động càng rõ. Đến cuối cùng tôi mới phát hiện ra không đúng, có thứ gì đó đã xông tới. Các người mau tránh ra. Dứt lời, tôi vứt hai con vượn con trên người. Tay chân chúng nó sử dụng cùng lúc nhanh chóng bò tới cạnh vách núi. Tôi còn chưa kịp né thì bỗng nhiên trong bóng tối có một đôi mắt màu đỏ lao ra, nhắm ngay vào tôi. Tốc độ của nó quá nhanh, tôi không kịp nhìn thấy hình dáng của nó thì đã vọt tới trước mặt tôi rồi. Bụng dưới bỗng nhiên tê dần, cảm giác giống như một vật cứng chĩa vào bụng. Thân thể bị đẩy về phía sau 7-8 vòng, cuối cùng phịch một tiếng đập vào đá. Phù một tiếng, tôi lại phun ra một ngụm máu lớn. Từ lúc tới Tây Song bản đạp, chuyện gì cũng không làm, chỉ thấy học máu là nhiều. Tôi bịt kín lồng ngực của mình, mạnh mẽ giơ cánh tay trái lên, mở đèn pin cầm tay soi về phía con mắt đỏ như máu kia. Thình lình phát hiện ra đây là một con lợn hoang. Nó hung thần ác sát nhìn tôi chằm chằm. Lần thứ hai tấn công tôi, một đám vượn con liêu díu dùng hòn đá nện nó. Đồng thời có một con vượn con khua tay múa chân, không ngừng chỉ vào cây củ cải hình người kia, sau đó lại chỉ vào con lợn hoang. Tôi cả kinh, lớn tiếng hỏi, mục đích của con lợn hoang kia là muốn ăn bụi cây củ cải hình người này sao? Còn chưa nói xong, con lợn hoang lồng đèn đã lên đến bên cây củ cải hình người, tí nữa là há mồm táp một cái.